thấy đấy. Ai da, game của Tú thì các bạn biết rồi, áp tay 100%. Và anh em có này, trời ơi, trận 21 giờ này 129 người, 125 người, đồng vãi trưởng luôn. Trời má ơi, và tụi nó chơi game mà nó áp tay là nó chơi nó đã lắm các bạn. 65 đi. À, thì mình bây giờ mình sẽ chơi BK. Gọi lưu tinh, thiên ma giải thể, tự vệ, đánh trả, phạm vi chiêu thức 480. Rồi, hậu cần, điện công, nhặt đồ, tổ đội, giả tảo. Chào Trần Hoài Nam nha. PK, rồi hệ thủy leo xuống. Rồi 480, 480. Đánh người, watch. À, thiệt đông vãi trưởng luôn ấy. Thật anh em luôn, đông quá nhìn ngợp. Ở nhiều anh em bảo là game Tú vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trời ơi, thật chả biết ông mấy ông nói thế nào, chứ tôi thấy nó đông như kiến à. Tất nhiên là nó sẽ không đông bằng thời điểm bốc bình, bởi vì thời điểm bốc bình là phải nói là thở không nổi. Còn bây giờ là anh em do tình trạng đích văn và bị lỗi, cho nên là anh em nghĩ cũng khá nhiều. Rồi, quốc thôi. À, tống ăn hành rồi à. Phải lúa thế sao, sao chơi? Tống ăn hành rồi sao chơi? Skill 3, skill 1. Không, tống ăn hành cũng chơi. Đúng rồi anh em, có ăn hành hay không ăn hành tôi cũng chơi. Uầy, đông quá. Sao thấy toàn phe bạn không thấy phe mình ta? Sao thấy toàn phe bạn không thế? Wow, có mạnh kinh hồn và Bonjo tốt này. Phe nào cũng được. Trời đất ơi. Ôi, nó đứng hết bản đồ luôn hay sao ấy. Tống đông quá. Anh em thấy đấy, khi mà tống kim mà toàn áp tay là như vậy đấy các bạn. Nó như một bầy kiến riện vậy đấy. Wow, bây giờ chỉ có là ở doanh trại phe mình quốc ra thôi. Chứ còn ở ngoài là nó gọi là nó chiếm, nó xâm chiếm thế giới rồi. Mình coi tốc độ của mình như thế nào này. Lên thôi. Quay. Ôi trời đất ơi, nó vãi trưởng. Quá vãi trưởng. Xả này. Trời đất ơi, quéo rồi. Ây, cái tống kim mà như thế này thôi anh em thấy đấy, tống kim áp tay vừa rồi là mở giới hạn 100 trên 100 chứ mấy, là đi full 101, sau đó là bây giờ là mở lên 150, thì mỗi bay bây giờ anh em thấy đấy 125, 129. Trời ơi, mà áp tay chứ đâu phải là clone, đánh vãi trưởng luôn. Trời ơi, kim nó ép, mà nó ép phải nói là giống như là nó chỉ để ở sân nhà thôi, còn lại là nó hãm hết trơn những cái vị trí rồi. Ra lung tung là cũng chết. Đó, đi theo anh em hưởng cháo nào. Đi theo anh em hít ke nào. Hít ke nào. Đi theo anh em hít ke thôi. Ui giời ơi, han bé này. Ui, hít ke này. Anh em thấy đấy, trời ơi, đúng là ác tay. Đi đâu nó cũng thấy người. Người không là người, đánh cực đã luôn. Mình vô hơi trễ anh em, mình vô lúc mà còn được 5 phút mà. Thành ra là quéo quèo. Ai, ui giời ơi, tụi bay tụi tôm. Đi ra đột xuất à. Đấy, tống lên nào, các bạn tống của tôi ơi, lấy nào. Lên đi mấy ba, lên đi.
À, để tôi lên tôi giác trước sao? Đúng rồi, đúng rồi, lấy nào, đúng rồi. Quốc vô, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, xả skill vào. Bố này xả skill vào. Quay, 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 ôi. Chạy thôi, quay lại quốc. Ôi, trời ơi, máu nó bơm như nước. Máu nó bơm như nước. Hết máu luôn rồi. Sao chết được sao mà chết được sao mà hồi sinh luôn, nó đánh cho hồi sinh luôn. Phải trưởng tống kim đông quá, phe bạn đã bị hành sắp mặt lờ, lần sau cố gắng điểm tích lũy tăng thêm 500. Anh em thấy đấy, à, đi một trận tống kim áp lực dễ sợ. Tất nhiên là đi ra có bất tử 3 giây rồi các thể loại, nói chung là ép thì nó cũng không ép được, nhưng mà về cơ bản là đông. Thật sự là một trận tống kim khá là đông. Mình khá là bất ngờ với lại server open đã hơn một tháng rồi. Nhưng mà phải nói là tống kim ắt tay nhưng mà nó kín người. Mình vào dồn dồn tí thôi. Tranh thủ là team sớm. Các bạn thấy đấy. Quá phê. Đúng rồi anh em, trận tống kim phải nói là quá đỉnh luôn. Để coi có 1.300 điểm thì đổi kinh nghiệm đi. Còn 3. À, đã được 600 mấy, trời ơi, thế cũng được. Đó còn không anh em. Anh em khác được vòng đẹp dữ ta. Ok, đó anh em thấy không? Tống Kim quá phê. Bây giờ các bạn mới chơi các bạn có thể tạo nick, các bạn tạo nhân vật mới. Các bạn làm phát lên cấp 88 thì cũng gọi là cũng professional như ai thôi. Đúng không anh em? Đấy, ok. Quá đông luôn các bạn ơi, anh em nào có thời gian nên tham gia Tống Kim nha.